Chào các bạn, hôm nay Phượng xin chia sẻ đến các bạn là ba cách phi hành giòn tan và ăn rất là ngon và cách bảo quản hành sao không bị mềm và để được lâu. Thì sau đây mời các bạn vào bếp cùng Phượng. Và để làm cái hành phi thì mình sử dụng đây là 1 kg hành gồm 3 loại hành: hành tây, hành tím nè, rồi hành tăm. Hôm trước thì có nhiều bạn nhắn cho mình là phi hành sao cho nó ngon và hành nào thì phi ngon hơn, thì hôm nay mình thực hiện cái video này để nhằm đáp lại tình cảm của các bạn và cũng để là các bạn thấy là cái hành nào phi thì sẽ thơm hơn và phi cách nào thì sẽ nhanh chóng tiện lợi và ngon hơn. Rồi hành này mình đã mang đi rửa sạch với nước rồi. Rửa sạch với nước rồi mà để cắt cái hành này ra và không bị cay mắt á thì có thể là đặt một cái lọ muối kế bên khi mình cắt cái hành này, hoặc là mình đặt một cái thau nước, cái chậu nước. Và mình mở cái quạt theo cái chiều mình đang đứng á, mình quạt cho nó bay ra bên ngoài để cái hơi hành nó bốc lên, nó không bị cay mắt. Và để không bị cay mắt thì cái hành này mình đã cho vào trong tủ mát trước một ngày hoặc là cho vào trong tủ đá 30 phút thì mang ra mình cắt sẽ không bị cay mắt. Hành sau khi cắt xong rồi thì mình bào hành ra. Nếu mà các bạn có máy thì bào rất là nhanh, còn không thì bào bằng cái cây bào, dao bào, lựa cái dây bào nhỏ thôi. Cái mép nó mỏng thôi, mình bào nó sẽ mỏng thì hành mình phi sẽ ngon và nó giòn hơn. Rồi có hai cách bào hành, một là bào tròn, tròn như vậy nè. Thì lúc mình phi lên cái hành mình rất là đẹp, nhưng nó rất là dễ bị nát. Nó cứ khoanh tròn nó to như vậy nè, nó sẽ dễ bị nát lắm. Rồi hai là cái cách bào hành tím á, mình bào theo chiều dọc như vậy. Thì khi mình phi hành lên cái hành nó không đẹp, nhưng mà nó giữ cái độ hành, nó không bị nát. Vì nó theo cái chiều đứng là nó có cái gốc hành bên dưới nè. Còn cái miếng tròn này nó không có độ giữ cái gốc hành, nó sẽ dễ bị nát lắm. Còn cái hành tây này thì mình bào theo cái dạng tròn. Bào theo dạng tròn này nó sẽ đẹp hơn. Và cái hành tây này đặc biệt nó rất là nhiều nước. Và phi cái hành tây này nó sẽ có độ ngọt hơn so với cái hành tím và cái hành tăm. Tuy nhiên thì nó sẽ nhiều nước và nó khó phi hơn là so hành tím và hành tăm. Rồi cái hành tăm thì mình bào theo dạng tròn để một lúc nữa nó có cái khoanh tròn tròn á. Khoanh tròn tròn mình phi lên nhìn cái hành tăm nó đẹp lắm. Rồi đầu tiên mình sẽ thực hiện cách đầu tiên cũng rất là nhanh chóng và tiện lợi dành cho các bạn mà không có thời gian, là mình cho vào cái hành nè, vào trong cái khay nướng này. Rồi mình sẽ mang đi sấy. Nếu mà các bạn không có thời gian nhiều thì tăng nhiệt độ sấy lên thì giảm thời gian xuống. Ở đây mình sấy từ từ thì mình sấy nhiệt độ 100 và mình sẽ sấy 30 phút. Sấy trong cái lò nướng nha, mình sấy trong cái lò nướng. Còn không nữa, muốn nhanh hơn thì cho qua cái khăn giấy, mình lấy cái khăn giấy mình lau khô cho cái hành ráo mặt là có thể mang đi phi được, hành vẫn giòn vẫn ngon. Và mình sẽ mở nhiệt độ cho nó là 100 độ C và thời gian là 30 phút hai lửa và nhớ hé cửa lò ra. Đây mình hé cửa lò mình chiêm cái giá đây nè. Trong khi chờ đợi hành tím ráo mặt. Và mình thấy cách phơi nắng này, cái hành nó rất là thơm và nó ít bị hăng nữa. Cái nắng làm cho cái hành này nó mất đi cái mùi hăng của hành và hành rất là thơm và phi giòn ngon nữa. Nếu mà có điều kiện phơi nắng thì nên phơi nắng, còn không thì cho vào lò nướng để sấy hoặc là cho qua cái khăn giấy để lau khô thì cái hành mình sẽ giòn, sẽ ngon hơn và phi rất là nhanh và rất là thơm luôn á. Sau 30 phút thì mình sẽ mang hành ra. Lấy hành ra rồi mình xem cái hành nó xe mặt lại chưa? Nó ráo nước chưa đó? Đây nè, nó ráo nước như vậy nè, mang đi phi nè, cái hành rất là giòn và nhanh nữa. Rồi trước khi cho hành vào nhớ giảm lửa thật nhỏ hoặc là tắt bếp 1 đến 2 phút để cho cái dầu này nó không trào ra ngoài. Còn nếu mà các bạn mà có cái nồi á, nồi cao, thành cao á, thì các bạn cũng giảm lửa nhỏ lại khi cho hành vào nhé.
Rồi khi hành thấy hành bốc hơi hơi nước đây nè, bắt đầu mình tăng lửa lên nha. Hành bốc hơi nước mà thấy cái hiện tượng là không bị chào nữa đó. Mình tăng lửa lên để cho hành bốc hơi cho nhanh. Và bắt đầu mình lấy cái đũa mình sơ sơ qua, mình thấy cái hành nó nhẹ tay rồi đó. Rồi giảm lửa nhỏ vừa xuống thôi. Cái hành trong chảo của mình bắt đầu xuất hiện có cái màu vàng rồi nè. Rồi mình giảm thật nhỏ lại luôn và chuẩn bị cái rây để mình đổ cái dầu và cái hành này qua cái rây để cho nó nhỏ dầu xuống bớt, để cho nó ráo dầu nhanh. Rồi nó hơi vàng vàng như vậy là mình vớt ra được rồi nè các bạn. Một lúc nữa nó sẽ vàng hơn và cái hành này nó vàng nhanh lắm nhé. Vậy mình đây mình nhanh mình đi chuẩn bị cái rây đây. Rồi mình khi mình đổ cái hành qua cái rây này, mình cảm giác cái hành nó còn mềm nè. Nếu mà cái hành mà đổ qua cái rây này, cái hành nó cứng á, thì một lúc nữa cái hành mình nó lên màu tối lắm. Có thể là nó không bị cháy thật nhưng mà nó lên màu tối lắm. Rồi mình để đây khoảng 1 phút, rồi mình sẽ cho qua khăn giấy để thấm hút hết dầu trong cái hành phi này. Nếu mà muốn nhanh chóng tiện lợi á, thì mình cho qua khăn giấy này mình lau cho thật là khô nước luôn, rồi mình mang đi phi. Còn không nữa thì bây giờ mình sẽ sử dụng theo cái cách phi hành nhanh nữa, đó là sử dụng bột bột để áo một lớp bên ngoài cho cái hành mình nó giòn hơn. Và để áo bột cho nó thì có thể là sử dụng bột năng hoặc là bột mì cũng được nữa, nhưng mà mình thích đó thì là mình thích cái loại bột này nè, cái loại bột chiên giòn này nè các bạn. Cái bột chiên giòn này nè, khi mình chiên lên á nó ăn sẽ giòn và ngon hơn. Rồi mình sẽ cho là 3 thìa canh bột chiên giòn vào trong này. Rồi mình đậy cái bọc này lại và mình xốc đều lên. Cho vào cái bọc á, mình xốc đều, bột nó trộn đều lắm. Cái phi hành trộn bột này á thì cho ra cái hành ăn khá là ngon, giòn. Nhưng mà nó không được thơm đâu, chỉ dành cho những cái món mà ăn vặt. Ví dụ như là cái bánh tráng trộn hoặc là cái bánh ướt. Cái loại bánh thì được thì ngon, nhưng mà sử dụng cho các món nước á, cái món mặn thì sẽ không ngon bằng á. Dầu nó hơi nóng nóng rồi mình giảm lửa thật nhỏ luôn trước khi cho hành vào hoặc là tắt bếp các bạn nhé. Rồi bắt đầu mình cho hành vào mình phi phi khi nào mình thấy cái hiện tượng dầu mà nó còn không còn sôi mạnh nữa, bắt đầu nó giảm nhiệt độ, nó giảm đó, mình mới tăng lửa lên. Rồi cái hành vàng như vậy nè, rồi giờ mình sẽ cho qua rây nè. Cái hành mình đã phơi được 1 tiếng rưỡi rồi nè. Cái hành tăm này phơi 1 tiếng rưỡi nó đã se mặt lại rồi. Nếu mà nắng to quá thì mình phơi thời gian ngắn lại nhé. Và riêng về cách phi hành thì mình thấy là cách phi hành bằng cách là cho nó mắc nước đi, bằng cách cho vào lò nướng hoặc là phơi nắng thì nó sẽ giòn và là rất là thơm luôn. Cho ráo dầu xong rồi, như vậy nó cũng không hút hết dầu. Vì vậy mình phải cho qua cái khăn giấy này, mình cho nó thấm hết dầu luôn. Và khi nào nó vừa nguội là mình cho vào keo lọ hoặc là túi ni lông mình bảo quản. Và nếu mà cho vào trong tủ lạnh á, những cái túi ni lông này trong tủ lạnh hoặc là cái keo lọ mà chứa hành này sẽ bảo quản được rất là lâu, lâu hơn so với để bên ngoài. Và đây mình sẽ ăn thử này, cái hành tăm nè cho các bạn xem nè. Nó giòn tan luôn và cái hành tăm này ăn sôi rất là ngon luôn á. Và cách phơi nắng thì cái hành làm cho nó giòn và nó thơm lắm. Còn cái hành này mình áo bột nè, khi mình ăn vào cảm giác nó ngon, nó giòn hơn đó, nhưng mà nó không có thơm bằng đâu, chỉ sử dụng những món ăn chơi thôi. Còn cái hành tím này nè, mình thấy là cho vào lò nướng sấy vừa nhanh chóng tiện lợi và sử dụng cho tất cả các loại món đều phù hợp, từ món khô, món nước, món bánh gì cũng ăn ngon hết đó các bạn. À, như vậy là cái cách phi hành của mình nó đơn giản như vậy là đã xong rồi đó các bạn. Cái hành nó giòn tan luôn rồi các bạn cho vào keo lọ bảo quản. Có tủ lạnh thì cho vào tủ mát bảo lạnh ăn dần và để được cả năm không có bị hư đâu. À, như vậy cái cách phi hành của mình đã xong rồi. Và mình rất vui được sự góp ý của các bạn.
Và đặc biệt các bạn nào mà có cách phi hành hay hơn, đơn giản hơn, nhanh chóng hơn thì hãy góp ý giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Sức khỏe tâm sinh, kênh chia sẻ kiến thức về sức khỏe và thực phẩm, chia sẻ những thông tin hữu ích nhất cho cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ nội dung này vì cộng đồng. Hãy đăng ký kênh để đón nhận được những thông tin hữu ích nhất.